Quý vị, Đức Phật thật sự ra Ngài không có hại chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh nào vì vô minh, chấp ngã, không hiểu biết mà đụng đến Đức Phật, đụng càng nặng bao nhiêu thì tội càng nặng bấy nhiêu. Nó cũng ví dụ nôm na như bức tường bê tông vậy đó, bức tường gạch cứng vậy nè. Mình cứ đâm đầu vào đó thì cái độ cao khối u nó tỷ lệ thuận với độ ngu khối óc. Tức là càng ngu bao nhiêu, mình đâm càng mạnh bấy nhiêu thì cái khối u của mình nó càng to bấy nhiêu. Nó đơn giản vậy thôi. Đức Phật giống như là một bức tường. Cũng giống như một ví dụ khác là dòng sông á, nó không có giết người, nhưng mà người không biết lội nhảy xuống dòng sông là người đó tự giết mình. Quý vị hiểu ý này không? Đức Phật Ngài không có hại ai, Ngài cũng không có giết ai, nhưng mà ai mà vì vô minh không hiểu biết mà đụng vào Đức Phật thì nói nôm na cũng giống như là chúng tôi ví dụ bức tường vậy đó, nó cứng. Thế ai đụng vào càng mạnh thì người đó u càng nhiều mà đau càng lớn. Dòng sông cũng vậy, nó mang nước đến cho muôn loài, mang cảnh đẹp cho thiên nhiên, cho loài người, vân vân và vân vân. Nhưng mà người nào không biết lội mà tự nhảy xuống dòng sông là người đó tự gì? Tự giết mình. Có nhiều người nói là ai dễ vui với Tam Bảo hại mình. Thực chất ra cái câu này phải đọc cho đúng là ai mà dễ vui với Tam Bảo là người đó tự hại mình, chứ Tam Bảo thì không có hại ai hết. Điều này quý vị cần phải lưu ý. Tam Bảo thì không hại người nào hết, không hại chúng sinh nào hết, mà mang đến là mang đến cái sự an vui, mang đến cái sự mát mẻ, mang đến cái sự an lạc cho muôn loài chúng sinh. Chứ Tam Bảo không có mang đến cái nỗi nóng nực, bực bội, bức rứt, rồi sân si, rồi tội lỗi không. Tam Bảo là ba cái ngôi báo. Nếu ai biết nương giờ vào đó thì người đó sẽ hưởng được cái phúc lạc của Tam Bảo. Nhưng ngược lại, người nào dễ vui quên mình mà xúc phạm đến Tam Bảo thì người đó cũng tự hại mình. Thì lúc bấy giờ ông vua này ông ngăn cản Đức Phật, ông đắc chí lắm, ông về ông hả hê. Nhưng mà Đức Phật Ngài về chiều hôm đó Ngài có thuyết pháp, Ngài nói một cách chân thật chứ không phải là Ngài phán tội hay là Ngài hãm hại ông vua Thiện Giác. Ngài chỉ thuyết bài pháp cho Ngài nói rằng là với cái nghiệp mà ngăn chặn đường của một vị Phật chánh đẳng chánh giác, cái nghiệp này chắc chắn sẽ bị đất rút, tức là đất nứt ra rút, giống như bây giờ động đất vậy đó, động đất mà con người rơi xuống cho nó chôn lấp vậy đó. Thì ông vua này ông nghe Đức Phật nói như vậy thì ông mới cười, ông nói làm gì có cái chuyện đất rút. Đức Phật Ngài nói trong vòng 7 ngày thì cái nghiệp nó sẽ trổ quả. Ông ta về, ông ta tức tốc cho xây một cái tòa bảo tháp 7 tầng, xây liên, làm liên 7 tầng. Và ông đợi đến ngày thứ 7 đó, ông sẽ lên cái tầng thứ 7 ông ngồi. Và ông nghĩ rằng mình không chạm đất thì làm gì đất mà nó rút mình. Ông vua ông tính như vậy đó. Rồi ông chắc ăn nữa là ông mướn, gọi là ông nhờ 4-7 vị vệ sĩ lực lượng đứng để qua ngày thứ 8 thì cái lời thuyết pháp của Đức Phật nó sẽ không còn đúng nữa. Ông này thì ông ý ông chỉ gọi là hơn thua Đức Phật vậy thôi. Quý vị biết không, cái ngày thứ 7 ông lên ông ngồi, ông ngồi ông uống trà, ông đờn, ông nghe, ông thưởng ngoạn. Nhưng mà chẳng may ở dưới đất thì cái con ngựa chiến, ngày xưa nó có cái con ngựa chiến, con ngựa thường chủng mà chuyên môn đi ra ngoài chiến trường, con ngựa đó nó dữ lắm, con ngựa đó là nó đi theo những cái vị tướng mà đánh giặc, nó mới xúc chuồng đi. Nó xúc chuồng thì nó mới tung ra, nó mới giết người, nó đi nó hút người này người kia. Thì ổng đứng trên lầu ổng nhìn xuống, mãi con ngựa chiến này chỉ có mình ổng mới thuần phục được. Nó khiến như vậy, chỉ có ông vua này ổng thuần phục được tại ổng thường cởi nó. Thế là ổng thấy như vậy cái ổng thương muôn dân, ổng thấy thần dân ổng bị con ngựa này nó sát hại. Thế là ổng lật đật ổng mới đòi xuống. Thì lúc bấy giờ mấy cái người lực lượng mà vệ sĩ mà ổng thuê là dặn là khi mà trẫm muốn xuống thì quăng lên. Lúc này tụi nó lại quên mất đi cái ý đó, cái nghiệp mà nó che mà. Nó lại nghĩ rằng càng đưa ổng xuống càng nhanh để ổng thu phục con ngựa này lại, chứ không để nó làm loạn ở dưới đất, dưới đường này. Thế là ông này ôm rồi quăng ông xuống, ông kia chụp, ông kia quăng xuống nọ chụp, nó càng nhanh hơn nữa. Hay vì ông chạy bộ thì nó chậm.
Đằng này mấy ông vệ sĩ này thì cứ nghĩ càng đưa đức vua xuống đất càng nhanh, với mục đích là đức vua sẽ thần phục cái con ngựa này, để con ngựa này không có tàn sát gọi là muôn dân nữa. Thế là cái lời dặn của ông vua là khi trẫm muốn xuống thì phải quăng ngược trở lên, đằng này nó lại quăng ngược trở xuống. Bây giờ cái nghiệp nó ngăn che khổ. Cái nhiều khi á, mình chính mình nè, đôi lúc mà cái nghiệp nó cũng che mất cái trí tuệ của mình. Có nhiều khi cái điều đó mình thấy sao mình ngu quá vậy, nó xảy ra rồi cái mình tức. Nó phải chỉ lúc đó mà mình sáng suốt một chút thì mình sẽ không có bị làm những việc đó. Nhưng mà khổ không nổi quý vị không, cái nghiệp nó che mắt đi cái vô minh, cái trí tuệ của mình, cái vô minh che lắm. Thế là ông ta vừa chạm đất thì đất nứt ra rút ông ta vào địa ngục. Thì câu chuyện này chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe rằng là nhân quả thì không thể thay, mặc dù Đức Phật Ngài biết rõ điều đó. Rồi sự kiện thứ hai là nói về cái dòng dõi Sakya. Đức Phật là dòng dõi Sakya. Sakya là Thích Ca đó. Sakya là Thích Ca đó. Thì cái dòng dõi chiến sĩ này á, cái dòng dõi chiến sĩ này á, là có một cái nghiệp, cộng nghiệp chung. Thì cái sự việc xảy ra như thế này là sau khi Đức Phật xuất gia rồi thì thời đó là cái ông vua Mahanama, ổng đang cai trị cái quốc độ Katila vậy. Thì ở bên kia có một cái vị vua tên là một vị vua mà tướng quân tên là Quý Đu Đá Phá. Ông nào ổng mạnh lắm, lúc bấy giờ cái quy quốc ổng rất là mạnh. Thì ổng mới rất thích cái dòng dõi, ổng là một người Phật tử luôn, ổng có người mến Đức Phật, ổng mới thích cái dòng dõi Sakya Thích Ca của Đức Phật. Thế là ổng mới đi sang, ổng mới cầu hôn công chúa con của Đức vua Mahanama. Thì khi ổng đi sang cầu hôn công chúa để mà kết thân tình thân với dòng dõi Sakya, dòng dõi Sakya của Đức Phật á, thì lúc bấy giờ dòng dõi Sakya Đức Phật là có một cái tục lệ là không gả cho cái người ngoài dòng họ. Trong kinh quý vị đọc kỹ chỗ này là chỉ dòng họ Sakya họ lấy nhau thôi, trong cái dòng dõi đó thôi, chứ họ muốn cái dòng dõi này truyền ra ngoài. Nhưng mà cái ông vua này về binh hùng tướng mạnh, quốc độ rất là lớn, nếu mà không làm đúng lời ông thì có thể xảy ra bất lòng rồi can qua rồi chiến tranh. Cho nên để yên bề, thế là bên đây họp lại, các quan thần mới họp lại bàn tính làm sao cho nó vừa đẹp bên kia mà vừa đẹp bên đây, không có lỗi. Thì cuối cùng có một cái việc là mượn một cô nữ tỳ, tức là quá gà thành phụng, biến cái cô nữ tỳ thành công chúa để mà gả cho cái ông vua đó, cho nó im chuyện đi, chứ bây giờ mà không gả là không được, mà gả thì lại sai cái phong tục tập quán của dòng họ. Thì cuối cùng mượn một con nữ tỳ quá phụng, quá gà thành phụng đó, tức là biến cái con nữ tỳ này, người hầu này, thành một con công chúa đẹp lộng lẫy. Thế là cái ông này ổng rất là quý kính Đức Phật, rồi ổng lại là cái người thích kết thân với dòng dõi Sakya, ổng mới qua ổng cầu hôn. Thì bên đây mới đồng ý. Thì lễ cưới cũng linh đình, rước dâu rất là đẹp, ổng về ổng yêu thương cái cô này cực kỳ. Thì một vài năm sau ổng mới trở lại hoàng quê của vợ ổng, là về dòng họ Sakya đó, thành Ca Tỳ La về, ổng mới thăm viếng, cho vợ về thăm viếng. Thì khi vợ thăm viếng thì bên đây bắt đầu mới không biết tiếp đón làm sao đây. Tại vì cái cô này là cô nữ tỳ, mà nếu như bây giờ mình tiếp đón theo cái dạng là hoàng hậu của một quốc gia khác thì nó không được, bởi vì nó phong kiến thời đó là giai cấp dữ lắm. Nhưng mà không khéo á, để cho ông vua biết được đây là cô nữ tỳ thì càng chết dữ nữa. Thế là bàn tính tới bàn tính luôn, không biết cho bà ngồi cái chỗ nào. Tại ngày xưa cái ghế ngồi nó quan trọng lắm. Thì người ta nói không được, bà phải ngồi vào cái ghế của cái vị hoàng hậu, mình tiếp rước giống như là cái vị nguyên thủ quốc gia với nhau vậy đó, chứ không có thể cho bà ngồi dưới được. Thì bà đi tính lại là cuối cùng thì đành phải chịu cho bà ngồi cái ghế đó, chứ không là ông vua không biết. Thì quý vị biết không, sau cái cuộc tiếp rước đó rồi trở về, thì dòng họ Sakya đó mới lật đật lấy sữa tươi á, lại rửa cái chỗ ngồi của cái bà nữ tỳ mà đóng vai hoàng hậu đó đó, rửa liền, sợ nó ô uế. Theo cái quan niệm ngày xưa nó nặng về phong kiến lắm, lật đật mới rửa. Thì chẳng may lúc đó cái ông vô ông tướng quân Đức Phá này, ông mới quên cái thanh kiếm của ông, nó khiến như vậy đó.
ổng mới quay trở lại, ổng mới lấy cái vật mà để quên. Lúc ổng quay trở lại thì ổng thấy sao mà cái chỗ vợ ổng ngồi á lại bị rửa đi bằng sữa tươi. À, thì ổng lúc đó cái tâm sân hận ổng tức lên, ổng mới coi thường vợ ổng. Ổng mới nói rằng đó là bây giờ các người dùng sữa tươi rửa cái chỗ ngồi của vợ tôi, thì tương lai tôi sẽ dùng máu sẽ rửa cái thành này. Ổng là tướng giỏi mà. Ổng mới về, ổng mới tức, ổng vẫn thương vợ ổng. Tức là ổng cái ổng muốn kết cưới vợ với dòng họ Sắc Giá là vì ổng quý kính Đức Phật, quý kính cái dòng dõi này, nhưng mà chẳng mấy cái người này lại dùng cái người nữ tỳ để mà gả cho ổng. Ổng mới xua binh qua, ổng xua binh qua để mà ổng tàn sát cái dòng dõi Sắc Giá này. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài mới biết được. Thế là cái bữa đó ổng xua binh đi thì Đức Phật ngài mới ngồi thiền ngay cái con đường ổng đi. Thì ổng đang dụng binh răng đi ngựa rồi dôi xe răng đó, quân sĩ đi răng, thấy Đức Phật ngồi cái ổng mới dừng lại, ổng dám đi, cái ổng quay trở về. Ổng nói hôm nay không được, hôm nay có Đức Phật ngài thấy. À, rồi cách một thời gian sau mới tiếp tục dụng binh qua thì Đức Phật lại tiếp tục ngồi ngay chỗ đó nữa. À, cái lần thứ ba Đức Phật mới suy nghĩ tại sao cái ông này ổng cứ một hai ổng đòi tiêu diệt cái dòng dõi Sắc Giá. Thì Đức Phật mà cái quán chiếu rằng là trong tiền kiếp cái dòng dõi Sắc Giá này đã phạm vào một cái tội là cùng nhau sát hại cả một cái ao cá. À, trong cái dòng họ lúc bấy giờ sát hại cả một cái ao cá. Thế là cái nghiệp này nó còn dư thừa. Thì Đức Phật nói đây là cái nghiệp của dòng dõi Sắc Giá rồi. Thế là cái bữa lần thứ ba Đức Phật ngài không có xuất hiện, ổng rất là mừng. Thế là ổng xua binh tràn qua tàn sát cái dòng họ Thích Ca. À, cái sự việc này là trong thời kỳ Đức Phật, nếu như bây giờ lịch sử bây giờ thấy. Thì chúng tôi muốn nói rằng đó là Đức Phật ngài không thể nào thay đổi được nhân quả, đúng không? Tức là điều thứ nhất là Đức Phật nhân quả không thể thay. Điều thứ hai là gì? Trí tuệ không thể thể cho. Nãy tôi nói rồi. À, cái trí tuệ nhất thiết chủng trí của Đức Phật, cái trí tuệ siêu phàm của Đức Phật thì không thể nào ngài cho mình. Nếu mà ngài cho mình thì bây giờ mình khỏe quá khỏi tù, phải không nè? Cái trí tuệ ngộ về tứ diệu đế của Đức Phật là khổ tập diệt đạo, bốn cái chân lý vi diệu ngài ngộ được. Bây giờ ngài cho mình cái đó thôi là mình khỏe lắm, phải không? Mình bây giờ vô minh dữ lắm. Có nhiều người nói sư ơi con cũng biết hết trơn chứ đâu có vô minh gì đâu, để chúng tôi chỉ cái vô minh cho quý vị xem. Chúng ta còn vô minh dày lắm. Thế nào là vô minh nó dày? Thứ nhất, đã biết vô thường sao còn phiền não là vô minh. Đã biết phiền não sao còn khổ đau là vô minh. Đã biết khổ đau sao còn trói buộc là vô minh. Đã biết trói buộc sao chưa chịu buông là quá vô minh. Quá ngu. Thường ta biết mình trói buộc thì mình phải cởi ra, phải buông ra. Đằng này mình lại trói vô thêm. Thì thử hỏi quý vị có vô minh không? Vô mình đó, quý vị nói nghe. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là không sao. Mình vô minh, tức là tại sao mình nói là ngu đó, mà mình chỉ cần biết mình ngu thôi. Thì nhờ cái nhân này nè, cái duyên này dần dần mình sẽ thành người trí. Sợ nhất là mình ngu mà không biết mình ngu đó, nó mới ghê. Đã ngu mà còn gọi là lì nữa, ngu nữa là không biết sửa nữa, là mới nguy hiểm. Còn này ngu mà biết mình ngu. Cái này là kinh pháp cứu giải đàng hoàng. Người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành người trí. Người ngu tưởng mình trí, kẻ ấy thật đáng ngu. Đại ngu. À, ngu lớn. Đúng không? Đó, vỗ tay một cái cho nó. Như vậy thì cái điều thứ ba, điều thứ hai là trí tuệ không thể cho, đúng không? Cái điều thứ ba là diệu pháp không thể tả. Thưa với quý vị, cái công năng vi diệu của lời dạy của Đức Phật, hay là cái kết quả thành tựu của cái việc tu tập lời dạy của Đức Phật là ai tu nấy biết. Nghe cho kỹ nghe. Ai tu người đó chứng, người đó mới biết. Chứ không thể mà diễn tả bằng lời được. Nó thuộc dạng về cái pháp gọi là cảm nhận qua hình thức tu tập. Còn tất cả chúng ta nói đây đều là cái tuệ tưởng tri hết, chứ không phải là cái trí tuệ giải thoát của Đức Phật.
Cái trí tuệ giải thoát của Đức Phật là ai tu nấy biết, ai tu nấy chứng, chứ không thể người khác tu mà mình chứng dùng. Giống như ai ăn nấy no, ai gãi nấy đã, chứ không lẽ người mình gãi là bắt người kia đã sao được. Không tin bây giờ quý vị gãi hỏi cái mặt cái bên đã không, mà nó đâu biết ông gãi ông đã chứ. Ông tu thì ông nếm được cái hương vị. Giống như tên Đức Phật Ngài nói là giống như nước biển vậy đó, chỉ có một vị mặn duy nhất. Cũng vậy, giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị duy nhất, đó là vị gì? Giải thoát. Chính xác, hay quá, cho ông càng vỗ tay. Một Phật tử nghe pháp rất là nhiệt tình và tập trung, đã trả lời trúng câu hỏi, cho nên sư xin tặng cho quý vị một bài hát. Tức là hôm nay mình nghe pháp là có thưởng, trả lời quá chuẩn, đúng với cái câu chúng tôi nói là giáo pháp Như Lai chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Với cái câu đáp chính xác này, cho nên quý vị hưởng phước lây của cái vị đạo hữu này. Cho nên quý vị cho một tràng vỗ tay để tặng cho đạo hữu. Bài pháp có tựa đề là Tình Pháp Duyên Tăng. Nó cũng phù hợp với cái chủ đề hôm nay là chữ duyên trong đạo. Đạo gì? Đạo Phật. Từ nãy giờ quý vị nghe cái bài giảng này có tựa đề là chữ duyên trong đạo, đạo Phật. Trong quá trình nghe thì được một Phật tử đã trả lời chính xác một câu hỏi ngang hông, không chuẩn bị mà đáp một cách tức thì, mà lại hoàn toàn chính xác. Cho nên quý vị sẽ được một phần thưởng vô cùng đặc biệt, một bài hát có tựa đề là Tình Pháp Duyên Tăng. Quý vị cho một tràng vỗ tay. Phật ca từ la từ thái tử đã qua dòng sông liên thiền tìm đến Bồ Đề ngồi thiền quán tưởng. Ôi hạnh phúc duyên thai, từ đây đạo Phật ra đời tòa khắp nơi. Đạo vàng thật là cao quý, thái tử Đạt đã tu hành tòa ngát cho đời đạo vàng chiếu sáng. Ôi Phật Pháp duyên tăng, là tăng cần lo cho đời bớt khổ đau. Cùng chấp bàn tay hoa sen nhiễm màu, kính lễ Phật Đà với một niềm tin. Chúng vui cho thơm hương đời bớt một niềm đau. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, đau thương nơi đâu sau bi tham ái cách chia. Ta đem yêu thương về cho nhân thế, tìm về bát chánh nấp bóng từ bi trao người. Diệt hết hận thù từ tâm khai mở, ôi hình bóng Như Lai từ bi thành tâm muôn vàng còn kính yêu. Cùng chấp bàn tay hoa sen nhiễm màu, kính lễ Phật Đà với một niềm tin. Chúng vui cho thơm hương đời bớt một niềm đau. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, đau thương nơi đâu sau bi tham ái cách chia. Ta đem yêu thương về cho nhân thế, tìm về bát chánh núp bóng từ bi trao người. Diệt hết hận thù từ tâm khai mở, ôi đời sống yên vui là vui
dìu nhau ta cùng chung sức tu. Cùng nhau ta cùng dìu nhau ta cùng chung sức tu rồi hú 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 là cũng vỗ tay nữa. Là quý vị biết nói ý gì không? Là tu hú đó. Thưa với quý vị thì cái từ tu hú ngày xưa nó một cái nó với cái ý là mỉa mai ai mà tu tệ, tu dở, tu tào lao thì gọi là tu hú, đúng không? Nhưng mà ngày nay tu hú nó hay lắm quý vị. Bây giờ tu phải hú nhau đi, phải gọi điện, phải mời, phải hú nhau. Mai chị có đi chùa Hải Vân Sơn không? Nhớ nghe, ngày mai tới 14 rồi đó, hú hú nhau đi. Cho nên cái chỗ này nó hơi vui chút là dìu nhau ta cùng chung sức tu, hú nhau mà tu nghe, hú nhau mà tu chứ không phải là tu hú. Tức là lần sau mà ai quên thì mình phải điện thoại mà hú hú, đúng rồi, cô kia nó hú hú nhau để mà đi đi tu, nhớ chưa? Rồi cảm ơn quý vị một tràng vỗ tay. Cái điều thứ ba mà Đức Phật không thể làm được là diệu pháp không thể tả. Tức là mình tu thì mình sẽ cảm nhận được cái giải thoát, cái an lạc của riêng mình. Bây giờ mình nói ra thì ngôn ngữ thì nó không có diễn tả hết được cái sự cảm nhận của những người mà họ tự thực chứng. Ví dụ như bây giờ xin lỗi đi, một cái vị thánh tu đầu quần, họ diệt trừ được ba kiết sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Mình học về pháp thì như vậy, nhưng mà để mình biết hiểu tại sao mà diệt được ba kiết sử thân kiến, mình không thể nào mà cảm nhận được. Chỉ có cái vị thánh đó đó, họ chứng thực, họ mới nếm trải được cái vị giải thoát đó an lạc như thế nào. Chỉ có cái người mà nếm được cái đồ ăn đó mới biết cái vị đó như thế nào. Còn bây giờ nếm xong nó hơi mặn, mình cũng biết nó mặn làm sao, nó ngọt nó biết nó ngọt làm sao. Nhưng mà cái người mà họ nếm trải, họ tu tập để mà thực chứng được đó, thì cái đó mới gọi là không thể nào tả được đó. Chúng ta đang nói cái ý đó, nhưng mà diễn tả bằng ngôn từ thì nó là không có diễn tả hết được, không có nói lên được cái thực chất của cái vị giải thoát. Mà chỉ có cái vị giải thoát thật sự đó thì họ sẽ cảm nhận được điều đó. Đó đúng là chúng ta đang nói cái ý mà cái ý sâu đó, cái nghĩa mà nghĩa bóng á, chứ không phải nghĩa đen. Mình thì mình hiểu là nghĩa đen hết, mà cái đó là tôi nói cho bà nghe nha, nó vậy vậy là không phải, nó không phải như vậy. Mà cái người thực hành cái lời dạy của Đức Phật, cái pháp của Đức Phật, thì người đó sẽ cảm nhận được cái giải thoát đó tuyệt vời như thế nào. Nó như vậy đó. Giống như một câu chuyện vui, giống như là thường thì đến ngày 30 tháng 4 thì trên TV thì họ hay nói cái ngày là ngày giải thoát. Thì có một đứa bé nó xem cho nó hỏi mẹ ơi, mẹ giải phóng là gì? Thì mẹ nói giải phóng hả con? Mẹ nó cũng giải thích theo ngôn từ mà. Thì ngày xưa dân mình khổ, dân mình bị đô hộ, dân mình bị kèm kẹp, thì mình thoát ra khỏi cái sự kèm kẹp đó gọi là giải phóng. Mẹ giải thích một cách ngôn từ bình thường. Thì đứa bé nói mẹ thôi hôm nay mẹ giải phóng cho con ngày đi mẹ. Hiểu không? Tức là cái đứa bé này nó bị mẹ nó thắt khe quá, mẹ nó quan tâm quá, mẹ nó chăm sóc quá, thì nó thấy bị một cái ràng buộc quá. Nó mới nói thôi hôm nay mẹ giải phóng cho con ngày đi mẹ. Chúng tôi kể câu chuyện nó vui vậy thôi, nhưng mà chúng tôi hiểu muốn nói rằng là diệu pháp thì không thể tả nha. Bây giờ trên đây 100 người thì mỗi người sẽ cảm nhận được cái vị pháp bảo riêng biệt hết. Người thì cảm nhận như thế này, người cảm nhận như thế nọ, nhưng mà nó không có giống nhau. Mỗi ai tu nấy biết ha, ai ăn nấy no ha, ai gãi nấy đã, nhớ như vậy đó. Mình gãi thì mình biết mình đã thôi, chứ bây giờ mình gãi mình kêu các bà cái bên bà có đã không thì bà nói tôi trả lời là không có được. Tôi không biết ông gãi ông đã chứ ông nói tôi đã không được. Cho vui vậy thôi. Và thứ tư là vô duyên không thể độ. Bốn cái điều này rất là quan trọng mà hồi nãy chúng tôi bất chợt chúng tôi quên mất đi. Chắc là những ánh mắt quan tâm của quý vị là chúng tôi hết hồn hết vía, hồn phiêu phách tán không nhớ đâu hết. Nhớ hoài không ra bốn cái điều này, nhưng mà giờ nhớ rồi. Lặp lại là gì? Thứ nhất là ai nhớ nè? Nhân quả không thể thay. Thứ hai là gì? Trí tuệ không thể cho. Thứ ba là gì?
diệu pháp không thể tả. Thứ tư là vô duyên không thể độ. Thì cái ý của chúng tôi là muốn nhấn mạnh ở cái câu thứ tư, tức là vô duyên thì không thể để độ được. Cho nên hôm nay chúng ta phải đến đây để mà tu gieo duyên với Phật Pháp. Bài hát vừa rồi cũng với cái ý đó, tức là tình pháp duyên tăng. Rồi trở lại cái bài thơ chữ duyên. Hồi nãy thì chúng tôi xin được phép đọc lại và từ từ phân tích có những cái duyên đời và có những cái duyên đạo. Thì thứ nhất là gì? Là thuận duyên mọi việc dễ dàng, nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Có duyên thì khó cũng xong, không duyên chớ đợi chớ trông làm gì. Còn duyên thì ở đừng đi, hết duyên chấp nhận có chi phải buồn. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Thì trong một dàn duyên này nó có hai cái duyên mà chúng ta, người tu chúng ta cần phải lưu ý là gì? Thiện duyên phải giữ luôn luôn, nhưng mà ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Thí dụ ngày hôm nay mình đến chùa Hải Vân Sơn thì mình tu theo quý vị là thiện duyên hay ác duyên? Thiện duyên hay ác duyên nè? Hay quá. Tưởng đâu trả lời ác duyên là phạt. Hồi nãy trúng là thưởng, bây giờ phạt phải hát bài. Như vậy thì cái thiện duyên với Phật Pháp thì mình phải giữ luôn luôn. Nhưng mà nếu như cái ác duyên thì mình phải diệt. Những cái duyên nào mà dẫn dắt mình đi đến cái con đường ác, con đường bất thiện, con đường tào lao, con đường vô ích, con đường mà phí cái thời gian của mình, thì dứt khoát mình phải cắt ngay cái ác duyên đó. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Đủ duyên cuộc sống như tiên, đó là đời. Đủ duyên cuộc sống như tiên, thiếu duyên thì mọi thứ ưu phiền phủ vây. Tình duyên có lúc giới đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời. Hai câu này đời hoàn toàn. Tình duyên có gì thế, lúc thì nồng ấm, lúc thì lạnh nhạt, lúc vơi lúc đầy. Tình duyên có lúc giới đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời. Con cái chồng vợ mình xem như là cái nợ của nhau, xưa nay cõi đời. Thắng duyên là sự tuyệt vời. Bây giờ cái thắng duyên là nói đến cái duyên giải thoát tuyệt vời lắm. Mình mà gieo cái thắng duyên với Đức Phật thì sau này cái thắng duyên nó lớn hơn mọi cái duyên khác. Rồi phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Câu thứ là gieo duyên chân chánh chẳng sai. Tức là mình gieo duyên với chánh pháp, mình gieo đúng duyên, mình gieo đúng duyên với Đức Phật là chân chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Như vậy thì nhân duyên gieo tạo khỏi cầu. Trước đây mình hay cầu, bây giờ mình không cầu nữa, mà mình phải chú trọng đến cái nhân duyên để mình gieo tạo. Khi chưa biết đạo, chúng ta chỉ mơ ước cái quả lành là cầu. Nhưng biết đạo rồi, chúng ta chỉ mơ ước cái nhân lành là nhân duyên gieo tạo khỏi cầu. Nhớ, không có cầu sinh mà phải gieo cái nhân duyên gieo tạo. Tất cả mọi pháp đều do mình gieo tạo. Mình đến chùa mình tạo phước chứ không có cầu phước. Cầu sinh không được. Nếu mà phước mà quý vị sinh được thì xin phép quý vị không cần quý vị đến đây. Ở nhà chúng ta xin Đức Phật, chư Tăng, Tam Bảo rất từ bi, sẵn lòng cho hết. Nhưng mà khổ một cái là không sinh được, mà phải tạo mới có. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Như vậy thì đạo Phật chủ trương hai chữ tùy duyên. Ví dụ như mình gặp khó khăn thì nhớ lấy tùy duyên ra mà chúng ta sử dụng ha. Dạng pháp do duyên, dạng sự tùy duyên. Cứ an nhiên mà sống. Duyên đến thì nên kết, duyên hết thì nên buông. Tuy vuông mà tròn, làm sao không tự tại. Nếu chúng ta hiểu được cái chữ duyên của đạo Phật rồi, chúng ta cảm thấy rất là tự tại, an nhiên. Còn tại sao mình không tự tại an nhiên? Là vì mình chưa thấu được cái chữ duyên. Đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Vỗ tay. Ở đây thì có chữ có duyên và vô duyên.
Chúng tôi cũng chia sẻ ra đây để coi ai có duyên mà ai là vô duyên. Có duyên chia sẻ pháp màu, vô duyên dù nói một câu cũng thường. Có duyên mới gặp đã ưa, vô duyên níu kéo chỉ vừa nhọc công. Có duyên lỗi có như không, vô duyên hở chút mất lòng muốn xa. Có duyên người cũng như ta, vô duyên ở cạnh như là người dân. Có duyên nghe tiếng đã mừng, vô duyên nhắc đến thôi đừng nói chi. Có duyên khổ mấy cũng gì, vô duyên giúp một chút chi đã phiền. Có duyên luôn thấy bình yên, vô duyên ở cạnh tâm liền bất an. Có duyên không ngại gian nan, vô duyên tác hợp muôn vàng khó khăn. Ai ơi trong cõi trăm năm, chữ duyên mở lối xa xăm quá gần. Ai người biết tạo nhân lành, gieo trồng phước đức duyên lành tụ lai. Vỗ tay. Như vậy thì chúng ta học hỏi hiểu biết về chữ duyên rồi, thì từ đây về sau chúng ta xem như là một cái bảo bối, một cái tư lương, một cái hành trang trong cuộc đời tu học của mình, lấy chữ duyên làm đầu. Rồi từ đó chúng ta mới phát nguyện mọi thứ chúng ta đều gieo duyên. Có nhiều người thì cứ nói thử ơi, sao mà con tu hoài mà kết quả nó không thấy. Con cũng tu ráo riết lắm mà sao đạo quả nó còn xa. Thì hôm nay chúng tôi xin an ủi quý vị là duyên lành chưa đủ, mình cứ tiếp tục mình gieo. Ba la mật chưa đủ, duyên lành ba la mật chưa đủ, cho nên kết quả nó chưa có thấu. Tại vì mình tu theo cái dạng 30 ngày mà tu có 2 ngày. Ý tu có 1 ngày chứ hả? 1 tháng tu mấy ngày? Có 1 ngày. 2 ngày là sư nói thiết quá rồi đó. Thật sự là có 1 ngày đúng không? Ngày 14. Cho nên nó có cái bài thơ là con là ai đó. Con là một đứa con lai, nửa lai Đức Phật mà nửa lai ta bà. Con là một cái me già, nửa kia còn lại thì là chôm chôm. Cuộc đời con thích ôm đồm, 28 ngày mặn hai hôm muối mè. Bữa thì mặc áo hoa què, đến ngày dí bụt cái ấp e lam hiền. Hiền dữ lắm, mà dí bụt mới mặc nha. Còn bình thường là mặc áo này áo kia cho đẹp. Đến ngày dí bụt ấp e lam hiền, nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop, mê tiền rồi lại mê yêu. Con là thập cẩm đủ điều, nửa thương Đức Phật mà nửa thương nhiều người ta nữa, tu sao tới. Thấy không nè? Cho nên mình cứ lấy chữ duyên ra, tại duyên mình chưa đủ. Mưu sự tại nhân, hành sự tại gì? Nó lớn lên chút đi cho đỡ buồn ngủ. Tại gì? Tại duyên, chứ không tại thiên nha. Ngày xưa thì chưa biết Phật Pháp, chưa biết đạo, thì tất cả mình đổ cho lỗi cho ông trời. Mình nói trời cao không có mắt, sao dòm xuống thấy cái bà kia giúp cho bà mà không thấy mình. Không phải. Bây giờ mình hiểu theo Phật Pháp là duyên lành mình chưa đủ, đúng không nè? Cho nên đó là để khắc phục cái tâm trạng mà buồn chán, tu hoài mà sao thấy không có kết quả. Mình thắc mắc chứ, ngày nào cũng vệ sinh mà sao không thật sạch, ngày nào cũng kế hoạch mà sao vẫn chưa xong, ngày nào cũng muốn mong mà sao vẫn chưa đủ, ngày nào cũng thiền tu mà đạo quả vẫn còn xa, ngày nào cũng của ta mà sao vẫn thấy thiếu hoài, ngày nào cũng của mình hết, cái này của tôi mà thiếu hoài, ngày nào cũng muốn mong mà không thấy đủ. Ta mong một lần thôi là đủ rồi, này mong ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia, mong cả đời này rồi qua đời kia cũng còn mong nữa mà vẫn không thấy đủ.
gì, rồi ngày nào cũng thiền tu mà đạo quả nó còn xa, là vì duyên lành mình chưa đủ, đúng không? Ở đây duyên đến duyên đi ấy hãy tùy đó. Mình học theo Phật rồi, tự tại an nhiên thì phải lấy cái chữ duyên ra làm phương châm ha. Duyên đến duyên đi ấy hãy tùy, duyên còn duyên hết bận lòng chi, duyên hợp duyên tan là quy lực, duyên kiếp trần gian bất khả nghi. Còn duyên thì thật là vui, hết duyên ai cũng ngậm ngùi xót xa, sống trong cái cõi người ta mỗi điều mỗi biến đều là do duyên. Lúc này già quá là mắt cũng thấy đường nữa. Trời nó u hấp, chữ thì viết mờ mờ, bài thì chưa thuộc, nó khổ vậy đó. Quý vị biết hôm nay chúng tôi đi ra Đà Nẵng chuyến này thiết tới 6 bài pháp, cho nên bây giờ soạn bài nó cũng kịp nữa. Rồi giảng đi giảng lại, có cái nào nó thừng thì nó nhớ, còn cái nào nó mới thì nó quên. Lúc này sao mà cái duyên trí tuệ của mình nó yếu dần đi. Ngày xưa thì học 1 nhớ 10, còn bây giờ học 10 sao nó quên hết trơn luôn, không nhớ gì hết trơn. Cho nên nhiều khi thuyết pháp nó hơi trục trặc chút, nhưng quý vị cũng thông cảm, là bởi cái duyên nó vậy. Bây giờ mình học Phật pháp là cũng trách móc gì hết, nó ông sư này cũng ra ông giảng đâu mà cứ quên trước quên sau, rồi cái nhớ cái quên, cái có cái không, thôi buông sự điều tị thì duyên. Cái tâm mình nó nhẹ liền, trời nó mát mẻ, thấy không? Có quan hiểu không nè? Cho nên trước khi thuyết pháp chúng tôi cũng nói một câu là nếu có điều chi sơ sót thì mong quý vị niệm tình hỷ xả. Người tu mà làm khó nhau làm chi, thấy không? Chúng tôi cũng làm khó quý vị, mà quý vị là người nghe cũng không làm khó cái người nói làm chi cho nó khổ, thấy không? Mình mình nên là thể hiện cái lòng tùy duyên với nhau. Ông sư này lúc này ông cũng lẩm cẩm dữ rồi. Ông nói trước ông quên sau, rồi ông nói thiếu đầu thiếu đuôi vân vân. Quý vị có quan hỷ không nè? Quan hỷ. Thế thì hôm nay chắc chúng tôi nghĩ nó cũng vừa phải lẽ với thời gian. Trước tiên thì chúng tôi rất là biết ơn thầy trụ trì, thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng tại bổn tự đã cho chúng tôi một khoảng thời gian không gian vô cùng tuyệt vời. Ngôi chùa chúng ta được ngự trên một cái độ cao, ngó xuống thung lũng, gió thì rất là mát, Phật tử thì ai cũng tươi cười, hoan hỷ lắng nghe bài giảng. Cho nên quý vị cho chúng tôi một cái thời gian không gian vô cùng tuyệt vời để chúng tôi chia sẻ cái bài pháp chữ duyên này trong đạo Phật. Mặc dù nó cũng hơi lạch cạch một chút, nó chưa suông lắm, nhưng mà với tấm lòng từ bi hỷ xả của quý vị, cho nên quý vị cũng tùy duyên mà tha thứ. Và giảng đến đây xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, một lần nữa kính chúc cho thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tăng, đặc biệt là đạo tràng Phật tử chúng ta, luôn luôn an lành trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.